Tới công chuyện với vợ chồng khờ, U22, chồng U44. Chiếc giường mới mua được 2 ngày, đã sập luôn chiếc giường. Chồng U44 phải chạy vào chùa ngủ, vì người vợ giận hờn, nửa đêm làm sập giường. Rồi, chào anh Vy. Chào cô Tiên. Dạ, chào mấy anh. Ồ, rồi hôm nay anh Vy có đi làm không? Mới đi làm về. Bữa nay nghỉ, chủ nhật nghỉ làm nửa buổi à. Chủ nhật cũng làm đó hả? Nghỉ nửa buổi ha. Không được cho nghỉ nửa buổi. Sao mấy bữa nay thấy đường đi xình lầy quá vậy? Tại vì mưa lại. Rồi tối mưa tầm mầm luôn. Mưa quá trời đi thấy lầy quá lầy à. Rồi mưa quá vậy rồi ngủ ở đây có mũi dữ không? Có, nhóc luôn. Bụi bự bự không à. Nhăn mũi. À, đốt nhăn mũi luôn. Lúc này anh Vy khỏe không? Khỏe. Tiên khỏe không? Dạ khỏe. Thấy vui vẻ ha. Dạ. À, rồi hôm bữa nghe nói sập giường luôn. Sập giường ta lại giường lại nữa. Sao vậy? Ông vậy. Không, ý là sao mà làm tới sập giường dữ vậy? Đâu làm gì đâu. Đâu sập giường, sập chỗ nào cái giường đó bị sao? Hồi đó là sao vậy? Sập giường bên đây nè. Ôi, quậy nắng nổi, bắt nổi. Gãy luôn. Ừ. Gãy chỗ nào? Ngay chỗ ngủ gì? Đụng nắng nổi. Đâu gãy chỗ nào đâu? Bạn là đụng nắng nổi. Kiểu như giường yếu quá hả? Bắt nổi á. Nói tiếng Việt á. Gãy luôn bữa đó. Gãy luôn. Gãy cái phần ở dưới luôn. Ừ. Gãy xuống đất luôn. Rồi lúc đó làm sao? Anh Vy té xuống giường luôn. Cỡ tầm mấy giờ gãy? Lúc đó gãy giường cỡ tầm mấy giờ? Cỡ 12 giờ. Trời ơi sao gãy giường ngay buổi tối vậy? Kỳ vậy? 12 giờ luôn. Sao mà không gãy giường? Nhâm cậy. Giường gì vô á. Rồi ở tông lại á, để vô á. Đây nè. Ừ. Kê à? Kê lại. Ý là lấy gạch ống kê lại là mới được. Kê ở dưới lên. À. Mới được, ngủ mới được. Vậy là lúc 12 giờ là mới sập giường. Dạ. Anh Vy làm nhiều, gì? Nhiều quá. Hả? Gió. Sao? Gió. Gió quá. Ừ. Nhưng mà gió đâu ảnh hưởng gì tới giường đâu trời. Mình nó chẹt chua lắm. Ê, đâu có được, đâu có. Gió quá mà sập giường. Nếu là bột nước bớn á. Nói tiếng Việt á anh Vy. Cái mấy cao su thì bay thì cái chắc ăn không mà giường kìa, giường tự nhiên sập kìa. Mấy cao su đâu có liên quan gì tính giường đâu mà sập nè. Hả Tiên nói coi. Dạ. Sao sập giường vậy? Không biết á, tại Vy bữa đó đi mạnh quá, đi chơi anh đập lên à, giường. Mà đi đâu mà tới 12 giờ mới đi, bộ ngủ anh trễ lắm chùa, hay sao? Anh đi chùa, anh à, làm bỏ. Gì? Đi chùa hả? Dẫn đi chùa làm gì không biết nữa. Ừ. Cái lại gì giận, chạy gì giận em. À, giận em đi chùa ngủ hết nửa đêm ổng mới lại làm sập giường à, ý là bữa đó giận Tiên á. Dạ. Kiểu như giận như vụ gì vậy? Vụ không cho ôm á. Ồ kỳ vậy anh Vy. À lúc đó là anh Vy ôm Tiên rồi Tiên không cho. Dạ. Giận rồi chạy vô chùa hả? Chạy vô chùa ngủ đã, tiếng mưa thấy em vậy chạy lại, em ơi em cho anh xin lỗi em. Đánh chống lãng nữa ha. Bây giờ tập trung ở đây nè. Bữa đó làm sao giận gì nè anh Vy nói coi. Biết đâu. Ý là ôm Tiên thì Tiên không cho hả? Ừ. Sao vậy? Sao kỳ vậy Tiên? Không lẽ Tiên không có thương Vy hay sao mà kỳ vậy? Đó, Tiên. Khóc nữa đó. Sao khóc gì anh Vy? Khóc nữa. Sao nữa rồi? Sao khóc gì Tiên? Không gì đâu. Không có khóc đâu, tại ra mồ hôi. Dạ. Có chuyện gì hả Tiên? Dạ không đâu. Đâu nói cho cô chú anh chị nghe coi có chuyện gì vậy? Tại vì mẹ mới mất, nhớ à, mẹ. À, nhớ mẹ. Buồn. Mẹ mất được 4 năm tháng rồi. Mẹ mất bao nhiêu? 4 năm tháng rồi. Mẹ mất 4 năm tháng rồi, giờ mới nhớ mẹ nên buồn dạ. Thôi. Trời, tưởng đâu mới mất chứ. Nhưng mà cái vấn đề mẹ cũng mất lâu, 4 năm tháng là lâu rồi. Dạ. Nhưng mà tại giờ nhớ mẹ ha. Dạ. Trời, vậy là giận vô trong chùa ngủ hết tới nửa đêm mới về hả? Dạ. Lúc đó về nói với Tiên sao? Anh xin lỗi em, đừng giận anh nữa nha. Cho à. Anh xin lỗi em, quỳ à. Lại xuống luôn. Ồ, quỳ luôn? Quỳ lại tới sập giường luôn. To mà nè. Quỳ mà tới bầm. Quỳ mà dục nổi á. Quỳ đi luôn hả? Ừ, mà dục nổi á. Một đêm. Quỳ tới đêm luôn. Ừ. Ông không ngủ luôn. Sao vậy Tiên? Mày giận quá. À, kiểu như giận, ý là Tiên giận anh Vy, cho nên là cho anh Vy quỳ đêm luôn. Đòi đuổi em về luôn bữa đó. Đòi đuổi đi về nhà hả? Không muốn ở chung nữa hả? Không muốn ở chung, đòi kêu nhỏ khác lại ở chung. Vậy là... Cái em nói, anh đuổi đi, em đi rồi. Cái tức qua ổng kêu em lại ngủ luôn.
Hồi nãy anh xin lỗi em, đừng giận anh nữa nha. Vậy thôi em không giận anh nữa đâu. Đặt cái bao con rồi. Trời ơi, không ngờ là anh Huy mà cỡ này luôn anh Huy hả? Nhưng mà làm như có gì đâu mà tự nhiên giận hờn nhau chị, trời thương nhau không hết nữa. Bỏ á. Hả? Sợ em đi bỏ ảnh. À, ý là sợ Tiên đi bỏ. Dạ, sợ em đi bỏ anh ảnh đi theo thằng khác á. Nhưng mà Tiên nói là Tiên có thương anh Huy không? Thương thật lòng, chỉ trong lòng chỉ có em, chỉ có anh Huy thôi. Và anh Huy có thương Tiên không? Thương. Thương nhiều không? Nhiều quá. Cỡ chừng nào? Nói thôi. Trời ơi, thương nhưng mà tới bữa 12 giờ đêm rồi vô lên giường tới sập giường luôn. Giúp đỡ không? Quật năm mạnh đáy nó cần tỏ lọ. Tiên gì cái anh Huy? Ai? Đặt ổng vậy nè. Vậy hả? À, lúc đó Tiên giận quá, Tiên... đấm lưng ổng. Đấm lưng. Cho nên là mới sập giường ha? Không, muốn khóc luôn rồi kìa. À... vậy là nói chung hai người cũng hay giận nhau dữ ha, thấy vậy ha. Mấy bữa nay không có giận nhau nữa đâu, cười giận không chưa? À. Cười không à. Rồi trong thời gian sống nha, vậy anh Huy thấy thương Tiên nhiều không? Nhiều quá. Nhiều ha. Em cũng thương anh Huy nhiều đó. Nhiều mà sao mà nghe nói đuổi Tiên đi về nữa là sao? Kỳ vậy? Mình thương. Thằng kia lại kêu cầm Tiên á. Ai? Ai nữa rồi? Hả? Kè đó. Ủa kiểu như anh Vy anh ghen ha Tiên hả? Rồi tới chàng Tiên không biết nữa. Ổng ghen ha cho nên ổng mới đuổi hả? Hay là sao vậy? Hả Tiên? Thì hình hai người không biết chụp hồi nào đó, không biết ai chụp lăng lên á, đăng lên mạng á. Vậy là cái vụ mà từ hôm bữa giờ mà còn giận tới giờ luôn. Dạ. Trời ơi cái đó là người ta lâu lắm rồi. Không biết ai chụp đăng lên. À, chụp hình Tiên với người khác nữa đúng không? Dạ. Rồi sau đó anh Vy anh thấy. Anh Vy cho hình anh Vy coi luôn á, bữa đó. Rồi xong anh Vy thấy anh Vy mới giận, anh Vy mới ghen. Dạ. Trời ơi, nhưng mà giờ lâu rồi thôi, giờ bỏ ba đi, hai vợ chồng thương nhau tới cỡ này rồi. Giận hờn nhau chỉ nữa. Rồi giờ là hôm bữa có gãy giường đó thì cũng có đổi giường mới rồi phải không? Anh Hoàng Trung lại. Anh Hoàng Trung. Ừ, giờ là đổi giường mới rồi đúng không? Dạ. Giờ thấy giường này sao, cứng cáp lại chưa? Cứng rồi. Bữa giờ nằm được mấy ngày rồi? Một mà, à, 2 ngày à. Mới nằm được 2 ngày á? Giờ hết hết gãy chưa? Hết gãy rồi. À, mấy đêm nay ngủ là cứng cáp rồi ha? Dạ. Đừng làm sập giường nữa nghe. Dạ. Sập giường này anh em không có tin đâu à. Anh cứ mau rồi. Để có thắt giường khác kệ luôn. Thôi, không tin. Cái này là anh đèo giữ giúp nè. Anh Vy nói anh Vy bị Tiên đạp xuống giường luôn. Có không Tiên? Có. Sao vậy? Trên cột năm bản. Tôi nữa đêm còn hút thuốc nữa. Nó quá đạp, ổng đuổi điêu. Vì Tiên cũng giữ quá. Thôi cái nào mà mình thông cảm đi. Chứ đừng giữ quá. Em xin lỗi cảm anh giúp, nha. Cảm giúp thắt ông trả làm việc quay cọc họ đau hỡi. Anh hả? Nhi. À ý là một khởi anh Vy tính gói đồ bỏ Tiên luôn. Gói bỏ đồ. Nhưng mà bỏ Tiên là Tiên sống với ai? Một mình. Sống mình ở đây luôn. Dạ. Sao mà sống được? Có gì ăn đó. Trời ơi, dễ gì bỏ được anh Vy, dễ gì bỏ anh Vy, hai người nói thương nhau mà. Tôi mới thấy cập nhật không à. Mới thấy vợ trước ổng. Nhưng á. Mà hai người thương nhau cỡ này dễ gì bỏ nhau. Rồi hôm nay có gì ăn cơm chưa? Nấu canh chua bữa nay nè. Hôm bữa tuần hai tuần trước lại là nấu canh chua, bây giờ canh chua tiếp nữa rồi. Này canh chua bật này lên. Bật này lên. Nóng. Thôi khỏi bật đâu, chưa ăn cơm mà bật cái gì? Bật á, bạn hết bật cái dân. Bật đó, bật bật. Chừng nào ăn cơm hả bật? Bật bật không đi. Hả? Đây này canh chua gì Cẩm Tiên? Vì ổng chưa nói. Bèo chưa thôi. Bắp cải. Bắp cải. Bắp cải với gì vậy? Với bắp cải. Với gì nữa? Lương. Con lương. Lương này tự đi tìm hay sao? Tự đi tìm. Ai tìm? Anh Huy tìm. À, anh Huy đi cắm câu đó ha. Dạ. Hôm bữa cắm câu có nhiều không? Không có đâu. Chỉ mới hôm ba hôm kia mới có. À. Nè, có mé nè. Canh chua luôn nè. Ở đây anh Vy Tì, ảnh không mấy gì rành tiếng Việt ấy, cho nên là ảnh nói tiếng Khmer không à cả nhà. Bữa giờ có sửa lại máy cao su không? Mưa lại có bị tạt nữa không? Hết tạt. Bây giờ là hết tạt hả anh?
Không cần bạc nữa. Ừ. Rồi Tiên có đi làm không mấy bữa nay? Dạ có làm cho bà hai. Con nước vô học mới làm. Là ngày mai tiếp, làm tiếp. Tiếp bán ha. Dạ ngày mai bán tiếp. Ừ. Nhưng mà bây giờ là hai vợ chồng ở vậy hạnh phúc rồi mà cứ cãi nhau suốt. Chắc tại là do anh Huy anh ghen hoài đúng không? Dạ. Hả? Anh nói anh ghen. Hay là Tiên ghen? Anh nói anh ghen. Anh nói Huy ghen thôi chứ không phải Tiên ghen hả? Dạ không. Mà Tiên có ghen không? Dạ không đâu. Ví dụ như sau này anh Huy mà có người khác là giận không? Dạ không đâu. Anh có thì có đi, duyên nợ của anh. À, mà chắc không dễ gì bỏ Tiên được. Anh bỏ không? Không bỏ. Không bỏ em đâu. Hỏi coi thương không? Anh thương em không? Thương. Thương nhiều không? Nhiều. Cỡ chừng nào? Nói ơi. Bự vậy luôn hả? Trái tim này của em nè, của em và anh nè. Đâu trái tim sao? Ồ, mua đôi bông tặng luôn. Anh Vy mới mua đôi bông tặng hả? À? Mua hồi sáng á. À, cặp đôi bông này nhiêu tiền anh Vy? 5,000 Cái này quá trời tặng. Anh Vy này chơi kỳ quá, tặng đôi bông này mất tiền chứ. 5,000 Sao không mua dây chuyền gì cho Tiên đeo, đeo đi. Anh Vy. Hả? Nè, phải nè, được hết anh nè. Ừ. Ở mình đâu? Người yêu à? Nó người yêu à? Có rồi. À. Ồ, rồi trái tim sao Vy nè? Tiên. Trái tim em và anh vậy nè. Đâu trái tim sao? Vậy nè. Wow, Tiên biết làm trái tim luôn. Anh biết làm không? Nè. À. Vậy nè. Tự làm ấy, làm theo em ấy. Sai rồi. À, trái tim của anh Vy vậy đó hen. Trái tim này chỉ có mình Tiên hả? Mình Tiên. Còn à. Em trong trái tim em chỉ có anh thôi. À. Đó là anh Vy. Tiền đây nè. À. Hai bên luôn. Lúc này mẹ anh Vy có lại tìm không? Dạ không. Nghĩ tìm ha. Nghĩ tìm. Vậy là hai người được hạnh phúc rồi ha. Hạnh phúc như anh Vy vậy. À. Sao mà mua tặng cho vợ mà một đôi bông mà 5,000 vậy anh Vy? Đi uống cà phê. Đi uống phê à? Mình không có tiền như thế nào anh Vy? Không có tiền đâu. Tiền mình sắm cho nhiều nhiều tiền chút chứ có 5,000 mà vợ anh kiểu đeo dữ vậy? Hả? 5,000 bạc à. Sao mua loại mắc hơn đi? Mình mới lãnh lương mà. Hả? Trả lấy hết. Ờ, trả lấy hết nè. Ờ, trả tiền quan phí hết rồi. Ờ, à, quan phí đó mình uống hai người ha. Sao? Rồi, vợ anh chịu đeo luôn hả? Đeo luôn. Chịu luôn đeo, à? Chịu đeo. Chịu luôn hả? Thấy đẹp, tại vì thấy đẹp. Đẹp không ạ? À? Dạ. Đâu? Đây nè. Trời ơi, dữ đó hả? Đẹp không với anh, đẹp không nè? Quên đó nè. Trời ơi, lần đầu tiên mới thấy anh Quy. Anh lần đầu tiên mới thấy anh mua đôi bông 5,000 tặng cho vợ đeo đó. Mấy ngày nữa tặng một vật nữa. Chà, tặng gì nữa? Vật nhẫn. Nhẫn nữa ơi, nhẫn kia đâu rồi? Mất tiêu rồi, gớt mất tiêu rồi. Nó vàng á. Tính ra là anh Vy tặng đồ toàn là đồ kiểu như đồ giá trị gì đâu không hả? À? Một hai ngày dục bỏ à? Ừ, đồ gì mà đeo một hai ngày bỏ không vậy? Gớt. Rồi đôi bông này cũng vậy nè, có 5,000 bạc rồi sao mà đeo lâu được? Lâu đi, lâu lắm. Nhưng mà Tiên được tặng vậy Tiên rất là vui ha. Vui và hạnh phúc lắm. Nhưng mà không có cần là giá trị cao ha. Dạ. À, chỉ cần có tặng đồ là vui rồi. Dạ. Mới mốt Tiên kêu anh Vy mua dây chuyền bằng vàng thiệt cho đeo. Đâu nói anh Vy thử coi. Thấy ta bị chửi. Nói rồi Tiên thử hỏi ảnh coi, hôm nào tặng cho em cái vàng thiệt đi chứ tặng đồ giả hoài. Hôm nào anh tặng cho em vàng thiệt nha. Tiền đâu? Thì anh làm đó. Làm hồ nghị ta nghỉ cho làm rồi kìa. Nghỉ làm rồi, thứ hai là ảnh nghỉ làm rồi. Sao vậy? Hết rồi, hết. Làm xong rồi hả? Xong rồi. Xong việc rồi. Xong việc. Người nữa đi làm ở đâu? Bán vé số với ảnh. Ồ, bán vé số luôn? Dạ. Vậy là anh Vy sẽ đi bán vé số. Đó giờ có từng đi bán không? Có. Có. À, lúc trước cũng có từng bán. Từ Tiên. Chưa gặp cầm tiền đâu. Một Tiên có bán số không? Bữa đó thì đi bán với ảnh luôn. À, vậy hai vợ chồng bán số cũng được. Dạ. Nhưng mà nếu mà anh Vy mà có nghề hồ là thấy anh Vy làm giỏi hơn á. Anh Vy tại vì thấy ảnh siêng á. Đúng rồi. Nhưng mà giờ ở trong đây hết việc làm hồ rồi. Ảnh đi bán vé số. Mỗi hồ dầu đầy men xin à. À. Tay anh làm hồ bị hồ ăn tay hắn cả nhà. Nên xí nã. À, à làm không dầu. Có hồ không có ăn tay. Hồ dầu lên bằng đại đó. À.
Vậy thì chuẩn bị đổi nghề đi bán vé số ha. Dạ. Ừ. Cũng xuống thăm hai vợ chồng. Dạ. Vậy là mai mốt mình đổi nghề bán số ha. Dạ. Rồi thôi vậy mình nghề nào cũng vậy cũng cố gắng đi để mình mưu sinh mỗi ngày. Dạ. Chứ giờ không có công việc làm là không có tiền là không có tiền mua đồ ăn này. Đúng rồi, không có gì ăn luôn á. Vậy thôi gán nha. Dạ. Rồi hôm nay xuống rồi cũng tặng cho 200 ngàn để mua đồ ăn nha. Dạ. Đây. Dạ. Giờ ai lấy đây? À, em lấy đi. Hả? Em chồng lấy. Chồng hay vợ? Chồng à. Hả? Ai giữ chồng tiền? Mua nè. Mỗi ngày là ai giữ tiền? Em giữ. Sao mà đưa tiền dành nhau giữ vậy? Bộ đảm bài oxy luôn á. Nói tiếng Việt đi, nói tiếng Việt tôi khán giả biết. Nấu cơm cho ăn nữa đó. À, nấu cơm cho ăn luôn. Vậy anh lấy đi vậy? Chia đây, chia nhau chia đi. Nhau. À, chia nhau. Chia nhau. Vậy tính ra là anh Huy đi làm là một tuần cho có 50 ngàn à. 100 ngàn á. Cho 50 à. 100 ngàn đâu. Chứ không có 100 ngàn. Mua đồ. Anh Huy vậy gì không? Anh Huy không có nên tính toán với vợ vậy. Mua đồ cho ăn. Anh tính toán gì là không có tốt đâu. Làm trên chùa cho ăn nữa đó. À, giống như anh đúng rồi, anh là chồng anh phải có trách nhiệm nuôi vợ chứ anh Huy. Đúng không? Vợ gì? Ừ. Đuổi đi về không à? Ai đuổi? Nè. Sao vậy Tiên? Bạo à. Bạo luôn rồi, nghĩ nói chuyện luôn rồi. Nghĩ tiền, nghĩ nói chuyện luôn anh Vi. Ờ đó, giận rồi đó. Anh cho có 50 ngàn làm vậy tội nghiệp vợ biết không? Tội nghiệp vợ anh biết không? Tiên, giận gì? Giận rồi. Giận vụ gì á? Em chia sẻ lên đây cho cô chú chị biết đi. Tại ừ. Thường thường là anh Vi đưa tiền em mức lắm mà. Hả? Tại vì nhớ mẹ. Ừ, nhớ mẹ nữa, không mà anh không phải vũ với mẹ mà này tiền bạc nè. Thấy anh Vi hình như không có công bằng với em sao á. Cho anh Vi lấy. Anh Vi không có công bằng với tiền hả? Vợ đó. Em không lấy đâu, anh cho anh Vi đi. Anh Vi, anh thương vợ anh phải tiền bạc giao cho vợ được một số đi. Ừ. Tội nghiệp vợ chưa? Tao lợi chứ mình mà. Bà ó nó. Hay ăn xài hết. Xài hết luôn á. Tại chung hả? Ừ. Thì hai vợ chồng ở nhau phải xài chung nhau chứ. Đúng không? Hai vợ chồng có tiền nặng ăn hết hả? Ừ. Tiền xài lớn hết tiền được. Xài ít đâu, xài nhanh chút xíu à. Được. Nhưng mà tính ra một tuần 50 ngàn rồi đâu có đủ để xài đâu. Trong đây tiền ít bóng á. Ờ, mua bóng đèn à? Mua lắm, mình đặt một. À, ý là anh Vy tính mua một cái bóng đèn. Ừ. Để xài à? Xài đợi. Ừ. Không mà em nhìn thấy nãy giờ lý do không phải là bóng đèn này đâu. À, lý do là hai vợ chồng bị tiền bạc á, xài anh có tiền mà anh đưa ít quá. Ủa thôi bây giờ nè một tuần cho vợ 200 ngàn đi. Cho 200 đi. Có tiền nhóc nè. Nè, ai cắt cho? Có nè. À này là tiền đi làm người ta trả đó ha. À. Thôi giờ em gửi anh Vy để mua bóng đèn đi vậy nha. Hiểu không? Ờ. Mua bóng đèn đi để treo ở trong này cho sáng. Ừ. Nãy giờ nói yêu nhau mà tới tự nhiên mặt bí xị vậy? Thấy giờ có tiền là thấy thay đổi đi. Ừ. Anh Vy hỏi tiền ơi sao vậy? Làm gì rồi? Tỉnh lại. Quá trời, bó tay cầm này nhà ơi. Hết được bên rồi. Sao vậy Tiên? Dạ, anh Vy hỏi Tiên thương anh không vậy mà làm mặt gì kỳ vậy? Hỏi coi. Nghĩ thương anh rồi. À. Rồi nghĩ thương luôn. Chúc thương thức giận. À, có tiền đây rồi đó. Bỏ tay. Vy, Tiên. Ý là hai người ơi vậy hả? À, cứ giận hờn chị hoài ha. Trời ơi. Hả? À, chị mới sống hạnh phúc ha. Dạ. Rồi vậy thôi về nha. Chào cả nhà, chào khán giả đi. Chào cả nhà, chào cô chú nha, anh chị em. Đợi nè, vậy nè. À, làm gì? Làm sao? Làm sao? Anh Vy. À, anh Vy không. Bỏ tay rồi. Thôi. Rồi, bye bye luôn ha. Bye bye nha. Chúc hai vợ chồng hạnh phúc nha. Dạ.